Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của chúng tôi. Người ta thường có câu hổ dữ không nỡ ăn thịt con. Thế nhưng, lòng thù hận lại cướp đi lương tâm của người cha thú tính. Chỉ vì không muốn dây dưa cùng với người cũ mà tên bất nhân này đã lên hẳn một kế hoạch công phu để giết chết nấm ruột của mình. Thế nhưng lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng khó thoát, bởi ác cha với con đã sớm bị phanh phui trước vòng pháp luật. Vậy cái kết của vụ án này ra sao và tên bất nhân sẽ phải đền tội như thế nào? Mời quý vị chúng ta cùng theo dõi chi tiết. Vụ việc bắt đầu từ chiều ngày 19 tháng 2, tức mùng 4 Tết âm lịch. Chị Đê đến nhà thầy cô giáo của cháu Tê chúc Tết. Khi đi, chị chốt then cửa ngoài để hai bố con ở trong nhà và khóa cổng. Khoảng 16:30, Tuyền điện thoại cho chị Đê bảo con nghịch điện về mà trông con. Khi chị Đê về đến nhà, chị thấy Tuyền đang ngồi trên gian khách, còn cháu Tê nằm đắp chăn trên giường. Lúc này Tuyền đi vào giường và nói: "Con nghịch điện đây này." Lật chăn ra, chị Đê thấy trên mũi cháu có vết bầm tím, ba ngón tay ở bàn tay phải bị bỏng do điện giật. Sờ lên mũi thấy cháu không còn thở nên chị đã hốt hoảng bế con ra sân gọi người đến cứu. Lúc này mọi người vội vã đưa cháu đi bệnh viện, trong khi Tuyền vẫn đủng đỉnh cài cúc áo. Cháu Tê được đưa đến bệnh viện đa khoa huyện Tiền Hải cấp cứu. Tuy nhiên các bác sĩ đều lắc đầu nói cháu Tê không thể cứu chữa được. Thời điểm đó chị và những người hàng xóm đều nghĩ rằng Tê chết do bị điện giật. Phía công an xã Nam Hải cho biết ngay khi nhận được tin báo, họ đã nhanh chóng đến kiểm tra hiện trường, nhận thấy vụ việc có nhiều dấu vết phức tạp và báo cho công an huyện Tiền Hải. Khi được triệu tập để phục vụ công tác điều tra, Tuyền luôn miệng nói không biết trước các câu hỏi của điều tra viên. Tuy nhiên, trước những bằng chứng mà cơ quan chức năng đưa ra, cuối cùng Tuyền đã cúi đầu thừa nhận mình là chủ mưu gây ra cái chết của cháu Tê. Theo lời khai của Tuyền, do mâu thuẫn chuyện tình cảm với Đê và nghi ngờ cháu bé không phải là con của mình, nên y đã lên kế hoạch sát hại cháu bé để cả hai không còn sự ràng buộc. Chiều ngày 19 tháng 2, lợi dụng lúc chị Đê đi ra ngoài để cháu Tê ở nhà cho Tuyền trông coi. Biết rằng cháu Tê rất nghịch ngợm, Tuyền đã tìm cách để cháu bị điện giật. Tuyền tháo bóng đèn ra khỏi đuôi ở lỗ thông giữa hai buồng ngủ và phòng khách, rồi lấy chiếc đuôi có lỗ ren hở đó đặt xuống khe giữa kệ tivi và tường buồng ngủ đúng tầm tay của cháu Tê, rồi cắm điện sẵn. Theo thông tin được biết, chị Đê và Tuyền đều từng đổ vỡ trong hôn nhân. Cuối năm, do duyên số, chị Tuyền và Đê nảy sinh tình cảm. Tuyền lẳng lặng chuyển về nhà người phụ nữ mới quen và sinh sống như vợ chồng. Tuyền vốn làm nghề lái xe đường dài nên chẳng mấy khi ở địa phương. Một năm sau, chị Đê sinh một cậu con trai bụ bẩm đặt tên là LHT. Viện cớ chạy xe thường xuyên, bẵng đi một thời gian, Tuyền không ghé với mẹ con của chị Đê nữa. Và gần như anh ta cũng không có một hành động gì thể hiện trách nhiệm của một người chồng, người cha với mẹ con của chị Đê. Sau khoảng thời gian 3 năm, Tuyền bất ngờ quyết định tái hôn với vợ cũ nên chuyển về sinh sống cùng. Nhằm cố níu kéo tình cảm với Tuyền, mẹ con của chị Đê đã tìm đến gặp gỡ người thân của gia đình anh để tâm sự, mong tìm được tiếng nói đồng cảm. Tuyền cho rằng chị Đê đang phá nát cuộc đời mình nên Tuyền càng có cớ để dứt khoát mối quan hệ này. Sau đó Tuyền bỏ ra Quảng Ninh đi làm. Trong thời gian này, chị Đê nhiều lần liên hệ nói chuyện nhưng Tuyền đều cự tuyệt. Nhiều tháng sau biết tin Tuyền về quê ăn Tết, mẹ con của chị Đê lại dắt díu qua tìm. Biết không thể trốn tránh được trách nhiệm, người đàn ông này đã phải quay lại để ở với mẹ con chị Đê. Vốn là người đa nghi, trong đầu Tuyền luôn xuất hiện câu hỏi liệu rằng cháu Tê có phải là con đẻ của mình hay không. Thêm vào đó, Tuyền không muốn chung sống cùng với mẹ con chị Đê nên đã lên kế hoạch giết chết cháu Tê để cả hai không còn sự ràng buộc. Cuối tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Bình đã nhận được kết quả giám định ADN khẳng định Tuyền chính là bố đẻ của cháu Tê. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Bình cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Thanh Tuyền, 49 tuổi, trú tại xã Nam Thịnh, huyện Tiền Hải về tội giết người. Tuyền bị cáo buộc đã ra tay sát hại con đẻ 4 tuổi của mình bằng cách giăng lưới điện. Dịp giữa năm, anh Nguyễn Văn Phương, 30 tuổi, tìm đến Tòa án Nhân dân quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ, nộp đơn ly hôn với người vợ là Trần Thị Hồng, 27 tuổi. Do không có nghề nghiệp ổn định nên nguồn sống chủ yếu của hai vợ chồng Hồng trông chờ vào mảnh lúa. Mặc dù không đến mức giàu có, nhưng theo Hồng như thế cũng là đã ổn định khi hàng ngày Phương ra đồng làm việc, còn Hồng ở nhà nuôi thêm con lợn, con gà để kiếm thêm thu nhập. Nỗi khổ của Hồng đến từ tính ghen tuông vô cớ của chồng. Mặc dù Hồng không phải là người phụ nữ có nhan sắc, nhưng trong mắt của Phương, vợ mình luôn luôn bị những gã đàn ông trong vùng để ý, phê phán. Chỉ cần thấy Hồng trò chuyện thân mật với người khác giới là Phương đã nổi máu ghen trong lòng, chẳng chịu đi làm lụng gì mà chuyển sang đay nghiến tra hỏi vợ cho rõ ngọn ngành. Hay những khi Hồng đi quá lâu, vắng nhà không rõ nguyên do mà Phương đi làm về không thấy vợ ở nhà, là y như rằng
Hôm đó Hồng phải chịu những lời đen nghiến đến từ một nửa cuộc đời. Phương kiểm soát vợ đến mức không cho Hồng mua cả quần áo con. Toàn bộ quần áo con của vợ đều một mình Phương tự chọn, tự mua, vì Phương nghĩ rằng có như thế mới chứng tỏ được quyền làm chủ của mình đối với vợ. Còn phần Hồng, nếu không chịu theo lời của chồng thì chị liền bị anh ta nghi hoặc hoặc nghĩ như được sằng bậy. Chính bởi vì thế, Hồng ngậm ngùi làm theo những gì chồng sắp đặt. Đến một ngày tháng tư, khi Phương đi làm đồng về ngang qua vườn chuối gần nhà, Phương phát hiện chiếc áo con giống của vợ rơi trong bụi chuối. Để khẳng định những điều trong đầu mình nghĩ là đúng, Phương cầm theo tang vật về nhà so sánh với những chiếc áo trong tủ của vợ. Hai chiếc giống nhau đến từng cái khuy cài, kích cỡ, chủng loại. Văn chứng đã rõ ràng, trong đầu của Phương nghĩ ra đủ thứ chuyện vợ mình làm với người đàn ông khác. Lòng gan trong tâm trí nổi lên. Như bao lần khác, Phương đã gọi vợ mình về nhà tra hỏi về chiếc áo bị mất. Nhưng trước những lời cáo buộc từ chồng, Hồng chỉ biết lắc đầu, không biết vì sao chiếc áo con của mình lại bị lạc ra tận vườn chuối cách nhà khoảng 100m. Hồng giải thích cho chồng hiểu rằng có thể là bị gió thổi bay ra đó, hoặc trong lúc phơi bị rớt xuống đất, rồi không may một con vật nào đó với tính nghịch ngợm mà tha ra tận vườn chuối. Lời giải thích đó nào khiến cho một người có máu gan như Phương chịu tin. Trong đầu anh vẫn mường tượng ra cảnh vợ mình lan dạ mà chiếc áo con bỏ quên ngoài vườn chuối như một minh chứng rất rõ ràng cho suy nghĩ của mình. Ngày ra tòa xét xử, chị Hồng lý giải. Ngày hôm đó Phương đi làm, chỉ có Hồng và đứa con nhỏ ở nhà. Hồng bế con sang nhà hàng xóm chơi. Đến buổi chiều tối, trên đường trở về nhà chuẩn bị bữa cơm chiều thì Hồng có đi ngang qua vườn chuối. Lúc này xuất hiện một gã hàng xóm say rượu. Vừa nhìn thấy Hồng, gã ta như con thú mà lao vào khống chế Hồng với ý định cưỡng hiếp. Thật may, ý định của gã say rượu không thành khi Hồng kịp tháo chạy. Nhưng trong lúc vùng vẫy giằng co với gã hàng xóm say xỉn, Hồng đã bị kéo rơi chiếc áo con mà không dám quay trở lại nhặt. Phương vẫn không chịu tin. Trong thời gian thử thách hàn gắn tình cảm, Phương chẳng chịu đi làm mà chỉ ở nhà đay nghiến vợ, khiến cuộc sống của vợ chồng vô vàn khó khăn. Vợ tôi thì chỉ một mình tôi biết, với bất cứ lý do gì mà người đàn ông khác biết, tôi cũng không thể chấp nhận điều đó, tôi vẫn muốn ly hôn, Phương nói. Trước thái độ kiên quyết đến từ người chồng, hội đồng xét xử đành chấp nhận cho Phương ly hôn trước sự nức nở của Hồng. Sự ghen tuông mù quáng luôn là một triệu chứng của sự yếu kém tinh thần, là sự ích kỷ của cá nhân một cách thái quá. Trong tình yêu, ghen ở mức độ vừa phải cũng là một trạng thái cảm xúc cần có để thể hiện và khẳng định mối quan hệ với người mình yêu. Nó làm tình yêu thêm thú vị, nhờ đó mà tình cảm đôi lứa thêm nồng đượm. Do vậy, để tránh những điều không mong muốn hoặc tránh những rạn nứt tình cảm không đáng, các cặp đôi cần biết nhường nhịn, thông cảm và sẻ chia nhiều hơn để luôn giữ được tình cảm bền chặt và lâu dài. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của khán giả. Đừng quên like, share, subscribe và click vào những tin tức mới nhất đến từ BNews các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!